Và các em học sinh thân mến, hôm nay được sự phối hợp của huyện đoàn Vân Hồ, hội cựu chiến binh sở dục và đào tạo Sơn La, trường trung học phổ thông Mộc Hạ, câu lạc bộ tình ca Sơn La, ban tổ chức long trọng tổ chức buổi giao lưu tiếp lửa truyền thống nâng bước em đến trường nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Về dự buổi giao lưu ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng về phía lãnh đạo huyện. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Vũ Lê Vũ Phú, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Hồ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Giàng Thị Máy, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Vân Hồ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Trịnh Lương Hữu, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vân Hồ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Vũ Trọng Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vân Hồ. Về phía lãnh đạo xã Tô Múa, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Hà Văn Định, Phó Bí thư thường trực xã Tô Múa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Hà Văn Thuần, Chủ tịch Ủy ban xã Tô Múa, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Nguyễn Đăng Dưỡng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Dục và Đào tạo Sơn La. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng anh Hồ Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ tình ca Sơn La. Vâng, về phía lãnh đạo các trường, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Ngô Tiến Thư, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở xã Tô Múa. Về phía trường trung học phổ thông Mộc Hạ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Vương Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Triệu Văn Tiên, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường. Vâng, trong buổi giao lưu ngày hôm nay, ban tổ chức xin trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí đại diện cho lãnh đạo bản giao cũng đến dự, đề nghị chúng ta nhìn lên chào mừng. Vâng, ban tổ chức xin trọng giới thiệu và chào mừng đại diện hội cha mẹ học sinh trường trung học Hạ cũng có mặt đông đủ trong buổi tối ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhìn lên chào mừng. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy cô giáo và các em học sinh trường trung học Hạ cũng có mặt đông đủ trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Vâng, hôm nay chúng ta còn được chào mừng rất nhiều những đại biểu chúng ta đến và đưa tin cho buổi giao lưu của chúng ta hôm nay, đề nghị chúng ta một lần nữa xin một tràng pháo tay nhìn lên chào mừng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Triệu Văn Tiên, Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên phát biểu. Trân trọng kính mời thầy. Xin được kính chúc các đồng chí là cựu chiến binh, cựu quân nhân đang có mặt trong buổi giao lưu hôm nay
cùng quý vị đại biểu khách quý và các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Mộc Hạ đã có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Chúc buổi giao lưu thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bài phát biểu của thầy Triệu Văn Tiên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy và chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời anh Hồ Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ tình ca Sơn La sẽ lên phát biểu. Xin trọng kính mời anh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, câu lạc bộ tình ca Sơn La được thành lập từ năm 2018, đến nay đã hoạt động được hơn 4 năm, cũng đã từng có những buổi đi giao lưu ở nhiều nơi, nhưng hôm nay là một cái buổi Hồ Sơn cảm thấy ý nghĩa nhất đấy ạ. Vâng, hôm nay được sự nhất trí của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường Mộc Hạ, câu lạc bộ tình ca được vinh dự mang những lời ca, tiếng hát như một món quà tinh thần để được giao lưu, chia sẻ với quý thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường. Hồ Sơn hy vọng các tiết mục văn nghệ của đoàn biểu diễn như một món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, lý tưởng và các bạn trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao trí thức, khẳng định giá trị của bản thân. Vâng, Hồ Sơn xin kính chúc các thầy, các cô, các đồng chí lãnh đạo, các và các bạn là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho chương trình thành công rực rỡ. Các bạn đã thấy không khí của chúng ta đã nóng dần chưa? Chúng ta đã nóng dần chưa? Bên này có vẻ ăn nhiều hơn bên này. Chúng ta đã, chương trình của chúng ta nóng dần chưa? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ban nhạc tình ca Sơn La. Vâng, xin mời ban nhạc tình ca Sơn La chúng ta sẽ lên sân khấu. Ban nhạc chúng ta sẽ giới thiệu về các nhạc cụ âm nhạc ở đây và giới thiệu về những người chơi nhạc cụ đây để chúng ta được biết. Sau đây xin mời anh Hồ Sơn sẽ giới thiệu qua về ban nhạc của mình. Ai chơi nhạc cụ nào ạ? Dạ vâng ạ, tôi là Hồ Sơn ạ, chủ nhiệm câu lạc bộ tình ca Sơn La. Vâng. Organ Hà Anh Kiệt. Vâng. Chào chào. Và vâng, tiếp theo ạ. Tay trống Lan Thao. Vâng, nhất định Winterbat. Vâng, và các ca sĩ của tình ca của chúng tôi đang ở lẫn đâu đó đấy ạ. Vâng, xin một tràng pháo tay ạ. Vâng, và sau đây xin được chào mừng thầy Nguyễn Đăng Dưỡng sẽ là người dẫn chương trình văn nghệ trong buổi tối hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy Nguyễn Đăng Dưỡng ạ. Xin được nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu, khách quý và các em học sinh đã đến tham dự chương trình Tiếp Lửa Truyền Thống Nâng Bước Em Tới Trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép bà Đăng Dưỡng xin được thay mặt cho tất cả anh chị em trong câu lạc bộ tình ca Sơn La xin được gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu, các thầy giáo, các cô giáo và toàn thể các em học sinh lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý và các thầy cô, được sự nhất trí của chi ủy và ban tập thể ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Mộc Hạ thì ngày hôm nay câu lạc bộ tình ca Sơn La phối hợp với cả Hội Cựu Chiến binh Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với cả huyện đoàn Vân Hồ tổ chức chương trình Tiếp Lửa Truyền Thống Nâng Bước Em Tới Trường hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Thì mở đầu chương trình văn nghệ, xin kính mời toàn thể các quý vị đại biểu và các em học sinh, chúng ta sẽ cùng nhau sống lại một cái không khí hào hùng của một thời đất nước còn bom đạn qua một hoạt cảnh múa Dậy Mà Đi do các em học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Mộc Hạ biểu diễn. Xin trân trọng kính mời.
đi, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi, đừng tiếc thưa cân chi không ai. Dậy mà đi, núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại, ai linh hồn không còn một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đang chìm đắm dưới quân giày quân xâm lược, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như bình minh xóa tan đêm tối. Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Oh,
Xin được cảm ơn các bạn học sinh đã mang lại cho tất cả chúng ta được sống lại cái quá khứ oanh liệt của một thời hoa đỏ. Kính mời quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em cùng bước theo bước chân hành quân của những người lính Cụ Hồ qua nhạc phẩm Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, do tập thể giáo viên trường Trung học Phổ thông Mộc Hạ trình bày. Thank you.
ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Một đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhẫn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Đi xuống lên bãi dưới dây đàn đá đông đầy, một người xa cứ lấy. Ôi cha Tô
nghe cha bi trường thấy nao lòng vì một giấc mơ. Thank you.
Xin được gửi đến tất cả các quý vị và toàn thể các bạn trẻ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một lời chào thân ái, kính trọng nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ xin mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn sẽ đến với những giai điệu trong sáng, mượt mà, mang đậm hơi thở cuộc sống và nên thơ của các em học sinh miền Sơn Cước mỗi khi đến trường qua phần độc tấu sáo đi học, qua sự thể hiện của em Ngân Hoàng Long. Xin mời em. Thank you.
Kính thưa quý vị, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc. Đó là câu nói vô cùng nổi tiếng của Bác Hồ kính yêu khi nói về vai trò của tuổi trẻ đối với đất nước. Tự hào là những thế hệ trẻ được trưởng thành trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, mang trong mình sự tự tin, hoài bão, ước mơ và vẻ đẹp rạng ngời đầy sắc xuân. Xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng sống với tuổi trẻ qua nhạc phẩm Xinh Tươi Việt Nam do bạn Lê Phạm Yến Nhi trình bày. Mọi người chú ý đi, chị muốn chạm vào tay thật lớn được không ạ?
Xin cảm ơn tiết mục Sinh tươi Việt Nam của bạn Yến Nhi đến từ lớp 11 A1 trường trung học Hạ thể hiện. Cảm ơn ạ.
Chẳng trách anh nữa, vì ta đến bên
cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Múa Sắc Xuân qua sự thể hiện của top múa nữ đến từ trường Trung học phổ thông Mộc Hạ. Còn 1, 2, 3 tiết mục nữa thôi. Ngoài múa là gần 3 tiết mục nữa. Nói chung là... Trên giải trường Sơn Hùng Vĩ, trên đường đi công tác ra Hà Nội thì nhạc sĩ Ánh Dương đã gặp những cô gái dân quân đang dầm mình trong làn mưa bom bão đạn. Họ vẫn lấy tiếng hát át tiếng bom. Xúc cảm đã thôi thúc nhạc sĩ Ánh Dương sáng tác nhạc phẩm Cô Gái Mở Đường. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức nhạc phẩm trên qua sự thể hiện của Tam Ca đến từ...
trường Trung học phổ thông Samka nữ đến từ trường Trung học phổ thông Mộc Hạ. Tiết mục cô gái mở đường của hai bạn học sinh đến từ trường Trung học Hạ. Xin hỏi một chút là các bạn chúng ta còn muốn hát nữa không ạ? Tôi xin hỏi lại các bạn muốn hay không ạ? Tức là các bạn bây giờ đang muốn chương trình tiếp theo đúng không ạ? Các bạn hãy nói to ra các bạn muốn chương trình gì ạ? Vâng, tôi đếm 1, 2, 3, các bạn chúng ta hãy cùng nói là múa xòe. Được chưa ạ? Các bạn sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3. Oh.